Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui cho Canada vì được xếp hạng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất vào năm 2023. Bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất năm 2023 vừa được công bố và Canada đứng ở vị trí thứ hai đầy ấn tượng. Được công bố vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 bởi US News và World Report, xếp hạng hàng năm này đánh giá các quốc gia dựa trên một số các yếu tố như là bao gồm sự khởi nghiệp, chất lượng cuộc sống, di sản và nhiều yếu tố khác. Thành tích đáng chú ý của Canada trong năm 2023 đã giúp nước này vượt qua nước Đức để giành vị trí thứ hai trên toàn cầu. Bảng xếp hạng tiết lộ điểm mạnh của Canada trong nhiều hạng mục, đặc biệt là chất lượng cuộc sống, mục tiêu xã hội và công bằng chủng tộc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thiết tưởng thế giới có nhiều nơi đáng sống, nhiều điều muốn có để mong tìm một cuộc sống tốt hơn, nhưng chưa hề có ai thỏa lòng cho đến khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài giới thiệu rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần, vậy hãy ăn năn và tiếp nhận phúc âm. Vì tội lỗi ở trong lòng chứ không phải là điều kiện sống bên ngoài để đem lại cho đời sống chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Và chỉ có ăn năn với Chúa là giải pháp duy nhất để kinh nghiệm một cuộc sống thiên đàng trên đất này. Như lời của một bài thánh ca rằng: nhà siêu vách nát, kèo cột lung lay, Giêsu ngự cùng, hóa thiên cùng ngài. Nhờ Giêsu cứu hồn sạch ác kiến, nơi dương chân thành cánh chi thường tiên, buồn lo đau đớn đời đầy gai trông, biết Giêsu thì đất đây thiên cung. Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua thương ái lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, đến khi được nhìn Giêsu cười tươi, thì nay thiên quốc rời vào tâm tôi, suốt muôn muôn đời quá vui không thôi. Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua tương ái lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Giàu thân trên đất rồi dập lao đao, qua bao dặm dài trái lâm đồi cao, nhà siêu vách nát kèo cột lung lay, Giêsu ngự vào hóa thiên cùng ngay. Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua tương hái lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Có lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 22 câu 32 như sau: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Cho đến ngày nay, người ta vẫn thường hỏi: Tại sao phải thờ phượng Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob? Mỗi người há không có thần linh riêng của họ sao? Hãy nghe Abraham
Isaac và Jacob nói gì về Đức Chúa Trời của họ qua Kinh Thánh? Rằng Đức Giê-hô-va hiện đến với Abraham và phán: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Theo sách Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Isaac và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Theo sách Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 24. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo giữ gìn đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Theo sách Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 15. Thật vậy, có người nào, thần linh nào trên đời này có toàn quyền ban phước, giữ gìn, giúp cho chúng ta trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob chăng? Ngoài ra, chính Đức Chúa Trời cũng xác chứng rằng Đức Chúa Trời lại phán: Chẳng có thần nào được tạo thành trước ta và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Theo sách Ê-sai đoạn 43 câu 10 câu 11. Trong thời A-háp làm vua Israel, dân chúng cũng cho rằng: Tại sao phải thờ phượng Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob? Và ý tưởng này đã làm cho trời bị đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị nạn đói lớn. Theo sách Luca đoạn 4 câu 25. Cho đến khi Eli cầu nguyện với Đức Chúa Trời: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, hôm nay xin cho mọi người biết rằng trong Israel Ngài là Đức Chúa Trời, con là đầy tớ của Ngài và con vâng lời Ngài mà làm mọi điều này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời con, xin đáp lời con, để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. Theo sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 36-37. Vâng, cho đến khi người ta công nhận Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob cũng là Đức Chúa Trời của chính mình. Ngay sau đó, của lễ dâng lên cho Chúa được Ngài vui nhậm và các tầng trời mở ra, mưa đổ xuống, không phải để làm cho chết như trong thời Noê, nhưng để làm cho sống. Mục sư Nguyễn Văn Huệ, tác giả tài liệu Tin Lành cho người Việt Nam, có đoạn viết rằng: Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà có sự trùng hợp giữa 50 quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những quốc gia có ít người tiếp nhận tin lành nhất. Trong các quốc gia này, ước tính có khoảng 2,3 tỷ người chưa tiếp nhận Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau khi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo nhất trên thế giới như sau: Những người nghèo khổ là những người chưa biết Chúa, và những người chưa biết Chúa là những người nghèo khổ. Mức sống của một quốc gia thường được định mức theo tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và tỷ lệ xóa nạn mù chữ. Hầu hết các quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít người thờ Chúa nhất. Trái lại, hầu hết các quốc gia có mức sống cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ Chúa nhất. Nhưng nếu tâm trí vẫn muốn biết thêm về Đức Chúa Trời, thì ai có thể giúp tôi chăng? Xin thưa, Chúa Giê-xu là đấng đã xác quyết với Tổng trấn Phi-lát rằng: Đây là lý do tại sao ta đã sinh ra, tại sao ta đã giáng thế.
ấy là để làm chứng cho chân lý. Theo sách Giăng đoạn 18 câu 37. Và lễ mừng Chúa Giáng sinh cũng là thời điểm để chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob cũng là Đức Chúa Trời của tôi vậy. Quý thính giả vừa theo dõi một dưỡng linh của chương trình phát thanh Tin Lành do Hưng Lê phụ trách. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình. Tài liệu của tác giả Minh Nguyên được chúng tôi trích từ chương trình phát thanh Tin Lành tại California. Kính mời quý vị đón nghe qua sự trình bày của Tiếu Oanh. Mục đích hôn nhân, bài 22 phần 1. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Hôm nay, chúng tôi xin nói về việc tại sao vợ chồng thường gặp nan đề trong đời sống và cũng chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để giải quyết những nan đề đó. Thực hành lời Chúa dạy sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Nhờ đó, những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống không ảnh hưởng hạnh phúc, không khiến hôn nhân đi đến gãy đổ. Thường thường sau ngày cưới, đôi vợ chồng mới thấy đời sống của người có gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, nhất là khi có con cái, vì bận rộn lo cho con và vì những công việc hàng ngày, vợ chồng không còn thì giờ cho nhau, không trò chuyện thường xuyên nên không còn thông cảm, gần gũi như những ngày mới yêu nhau. Thêm vào đó, nếu đời sống gặp khó khăn hoặc có nan đề về tiền bạc, ngăn cách giữa vợ chồng lại càng to lớn hơn. Chẳng hạn như, trước ngày cưới, vợ chồng phải mượn tiền để lo chi phí cho đám cưới, hoặc sau khi cưới nhau, mua nhà ngay, nên nhu cầu tài chính trở thành quá nặng. Tất cả những lo lắng đó sẽ khiến đời sống nhiều căng thẳng, vợ chồng không vui nên không nói năng ngọt ngào với nhau, không cư xử với tình yêu thương nữa. Một lý do khác cũng có thể khiến hôn nhân có nan đề, đó là sau khi sống chung một thời gian, chúng ta thất vọng vì thấy vợ chồng mình quá khác nhau. Khác trong cách ăn uống, nói năng, trong cách làm việc cũng như cách giải quyết nan đề. Và vì khác nhau nên dễ có bất đồng ý kiến. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường vì hai người thuộc hai phái tính khác nhau. Thêm vào đó, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong hai môi trường và hai hoàn cảnh khác nhau, được dạy dỗ trong hai gia đình khác nhau và nhất là cũng được Chúa ban cho những cá tính khác nhau. Vì lý do đó, vợ chồng khác nhau là điều bình thường, không thể tránh được. Đúng ra, nhờ khác nhau, chúng ta có thể bù đắp hay bổ khuyết những khiếm khuyết của nhau. Nhờ đó, đời sống chung được đầy đủ và trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu những khác biệt giữa vợ chồng không được chấp nhận để hiểu, để thông cảm nhau, thì vợ chồng sẽ cảm thấy ngăn cách và tình yêu dành cho nhau cũng dần dần phai nhạt. Điều nguy hiểm nhất trong trường hợp này, cũng như trong thời điểm này, là cả vợ và chồng đều thất vọng và nghĩ rằng mình đã lấy lầm người. Suy nghĩ này sẽ đưa đến nhiều nan đề lớn hơn, và hôn nhân sẽ dễ dàng đi đến gãy đổ. Một cô vợ trẻ kia có nan đề trong gia đình
mà không biết giải quyết thế nào, nên đi gặp nhà tư vấn hôn nhân để nhờ giúp đỡ. Chuyên viên về tư vấn hôn nhân hỏi người vợ: cô có nan đề gì muốn chia sẻ với tôi? Cô vợ trẻ nói: dạ, thưa nan đề con đang gặp là con với chồng con quá khác nhau, nên không thể nào hiểu nhau, cũng không đồng ý với nhau chuyện gì cả. Hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài, nên con quá mệt mỏi, muốn buông xuôi bỏ cuộc. Vì tư vấn hỏi, hai người không đồng ý với nhau chuyện gì? Cô có thể cho biết được không? Người vợ liền tuôn hết những bực bội, thất vọng của mình. Cô nói, chồng con không giúp con lo cho con cái. Việc nhà thì nhiều mà chỉ giúp một chút xíu cho có lệ. Nói rằng, công việc ở sở quá căng thẳng, nên về nhà anh ấy cần để cho thể xác và tâm trí được nghỉ ngơi. Trong khi đó, con phải lo cho quá nhiều việc. Con cũng cần nghỉ ngơi, mà chồng con không thông cảm, nên không giúp. Nếu anh ấy chịu khó giúp, thì hai vợ chồng đã có thì giờ để cùng nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiêu đề Mục đích hôn nhân, bài 22 phần 1. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Mục đích hôn nhân, bài 22 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Tiểu Anh vừa kính gửi đến quý thính giả đề tài Mục đích hôn nhân, tài liệu gia đình của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California, Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện Phúc Âm. Tối nay chúng tôi dùng gian đoạn 2, câu 1 đến câu 10. Đây là câu chuyện duy nhất mà chỉ có Phúc Âm gian chép mà thôi. Đó là câu chuyện Đức Chúa Giêsu được mời đến dự một buổi tiệc cưới nọ. Một ngày vui, đang vui như vậy, bỗng dưng nó có một chuyện buồn đã xảy ra mà không ai ngờ trước được. Và tại sao nó xảy ra như vậy? Và Chúa đã làm việc gì để giúp đỡ cho một gia đình đang vui như vậy trở nên có một cái thử thách lớn mà không ngờ được một cái chuyện buồn xảy ra? Rồi Chúa làm gì để đáp ứng được cái nhu cầu của người ta? Chúng tôi cũng suy nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta giống như một tiệc cưới, chúng ta vui vẻ với nhau, nhưng mà đôi khi có những việc nó xảy ra mà không ai định trước được, không ai biết trước được, trở nên một cái chuyện buồn. Nhưng mà phước thay cho người nào mà mời Chúa Giêsu vào cuộc đời, giống như ông chủ tiệc mời Chúa Giêsu dự. Trong lúc mà bình thường thì không sao, nhưng mà trong lúc trở ngại thì chính lời mời đó đã có giá trị và đã giải quyết được nan đề lớn nhất trong cuộc đời của ông cũng như trong bữa tiệc hôm đó. Đây là câu chuyện duy nhất được Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chép lại, câu chuyện Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới tại thành Cana. Cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi hãy vâng theo cả. Và tại đó có 6 cái chế đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những chế này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến là rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Có 3 điều chúng tôi muốn thưa quý bạn chị em nhân câu chuyện này. Thứ nhất, tiếp tục mời Chúa Giêsu, tức là đồng đi với Ngài,
ở trong Ngài, trung tín với Ngài. Thứ hai, thêm lòng tin cậy Ngài. Và thứ ba là vâng lời Ngài. Cuộc đời của chúng ta có nhiều chi tiết phải nhớ lắm, cho nên nhiều khi chúng ta quên. Có những cái quên không sao, nhưng mà có những cái quên nó nguy hại cả cuộc đời của chúng ta. Người này mời đám cưới có lẽ là tổ chức linh đình và kỹ lưỡng lắm, nhưng mà ông này không quên cẩn thận mời Chúa Giê-xu tham dự. Người này trong lúc vui nhất trong cuộc đời đám cưới, nhưng mà không quên Chúa Giê-xu. Đây là một chàng rể vô danh mà tôi đáng học. Bởi vì khi mà tôi vui lắm, khi mà tôi được cái gì tôi hay quên. Người này không quên mời Chúa Giê-xu. Trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không có Chúa, mà nếu chúng ta cố gắng hết sức để cho cuộc đời mình nó thêm vui tươi, thêm hạnh phúc, đó là một việc làm mà đối với Chúa đó là một việc làm vô bổ, bởi vì chắc chắn không thành công. Còn nếu mà Chúa cho chúng ta có một cơ hội giống như trời mưa mà chúng ta không nhận cơ hội đó, thì chúng ta là người hối tiếc cả cuộc đời của chúng ta. Người chủ tiệc này, chàng rể này, mặc dù rất là bận rộn, rất là vui, nhưng mà không quên mời Chúa Giê-xu đến trong cuộc đời của ông, ở trong buổi tiệc của ông. Và buổi tiệc đã có một sự cố mà không ai ngờ được, đó là rượu hết nửa chừng. Đây là việc làm mà Kinh Thánh không giải thích tại sao, mà chúng ta cũng không có một cái câu trả lời nào để cho nó thỏa đáng. Tại sao một cái buổi tiệc rất là long trọng, rất là chu đáo như vậy, mời nhiều người, mời luôn môn đồ của Chúa nữa, chứng tỏ là đây là một người giàu có lắm, tại sao mà để cho hết đồ ăn, hết thức uống? Cho nên họ bối rối là cái chết. Rồi sau đó người này trách người kia. Tôi tin rằng tối hôm đó người ta hỏi, bây giờ thôi đi mượn tiền, lấy tiền, rồi bây giờ thùng ở đâu, hũ ở đâu, rồi bây giờ còn tiệm nào mở cửa tới bây giờ, rồi xe ở đâu, chạy đi mua chưa được. Cho nên người ta chạy qua chạy lại bối rối hết sức. Nhưng mà trong đó có một người đàn bà trông có vẻ nhà quê mà ngồi yên lặng. Mọi người khác bối rối, bà vẻ mặt rất là bình thản, bà ngồi yên. Mà người ta ngạc nhiên, tại sao trong cái lúc mà người ta khủng hoảng thế này, người ta bối rối thế này, người ta nóng giận thế này, người ta đổ thừa người này qua người kia, người này vẫn trầm tĩnh và ngồi yên như thế? Bà là ai? Tôi là Mary. Kinh Thánh nói rằng bà Mary rất là bình thản. Chưa bao giờ mà tôi thấy hình ảnh của một con người mà đáng tôi kính phục bằng lúc này. Một con người bình thường, thấy giống như mọi người khác. Tưởng đâu là một người đàn bà đơn sơ này có lẽ không có gì để đáng nói. Cho đến khi gặp nan đề, thì đây là một người mà đáng chúng ta học hỏi. Bình tĩnh, không bối rối, không lo sợ, không khốc hoảng. Bà đến, bà làm việc đúng việc một người làm trong khi gặp nan đề. Bà nói gặp một người bà đáng gặp, đó bà ngồi lại, bà đến gặp Đức Chúa Giê-xu. Bà nói là người ta hết rượu. Thưa quý vị, chỉ có người kính sợ Đức Chúa Trời, chỉ có một người có niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì lỡ ngộ nhỡ hoàn cảnh nó xảy ra một nan đề mà chúng ta không định trước như vậy, thì chúng ta mới có thể có được một cái sự bình tĩnh đủ để chúng ta tìm cách để giải quyết vấn đề. Tại sao bà Mary bà bình tĩnh như vậy? Một lý do rất là dễ hiểu. Bởi vì bà có một sự gần gũi với Chúa Giê-xu, bởi vì ở cùng gia đình, cho nên bà biết con người này là ai, bà biết Chúa Giê-xu là người như thế nào, bà biết. Cho nên bà đã đến, bà gặp đúng người và bà làm đúng việc. Đó là bà nói với Chúa Giê-xu mà ngày hôm nay chúng ta gọi là cầu nguyện đó. Cho nên thưa quý ông bà chị em, trong cuộc đời của chúng ta, không biết điều gì sẽ đến với chúng ta. Không ai có thể từ chối rằng buổi tiệc cưới như vậy cũng có thể thiếu một cái gì đó. Thiếu rượu, hàm ý thiếu niềm vui. Thiếu rượu, tức là tự nhiên cuộc đời bối rối. Thiếu một cái gì đó, bắt đầu chúng ta cảm thấy nó không được bình thường nữa. Thiếu sự thỏa lòng. Chúng ta làm gì?
Cho nên chúng ta sống cuộc đời này mấy mươi năm trên đất này, chúng ta nói với nhau một cách chân thành rằng không bao giờ chúng ta có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện mà có thể thực hiện thỏa lòng chúng ta, đó là xin Chúa giải trừ tất cả những nan đề đã khổ cuộc đời chúng ta. Đó là lời cầu nguyện quá lý tưởng, chỉ có ở trên thiên đàng mà thôi. Khi chúng ta còn sống dưới đất này thì chúng ta không thể phủ nhận có những ngày thiếu rượu trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói rượu một cách ý nghĩa bóng và thuộc linh đó nha, chứ tôi không nói là thiếu rượu là uống rượu mỗi ngày đâu. Chúng ta sẽ không hỏi nhau rằng chúng ta có gặp nan đề hay không. Có thể nan đề đó là bệnh tật, có thể là một cái tin gì đó mà chúng ta cảm thấy bối rối. Nhưng mà tôi hỏi quý vị rằng trong tư thế là con cái của Chúa, chúng ta giải quyết thế nào khi chúng ta gặp khó khăn? Xin Chúa cho chúng ta làm được một việc như Mary mà làm. Bà Kinh Thánh trân trọng bà này giống như một anh hùng, một anh thư, một người anh hùng đức tin, tức là bình tĩnh đủ để có thể làm một việc mà chỉ có người có đức tin mới làm, đó là cầu nguyện với Chúa mà thôi. Tôi có ý muốn nói đến sự cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta giữ sự cầu nguyện, đừng bỏ quên cái điều này, bởi vì đây là buổi chìa khóa để có thể mở ra những cánh cửa cuối cùng để chúng ta có thể bước ra khỏi những nan đề mà chúng ta có thể gặp. Một lời mà tôi cảm thấy gần gũi và tôi muốn sống qua những lời này, Giăng đoạn 15 câu 5: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Đây là lời của Chúa Giêsu nói. Cho nên chỉ có ở trong Chúa thì có kết quả, không ở trong Chúa không có kết quả. Một nguyên tắc như vậy thôi. Nếu chúng ta tiếp tục ở trong Chúa, mời Chúa dự phần của chúng ta trong cuộc đời chúng ta, ở trong Ngài thì có kết quả. Nếu không có Chúa thì không có kết quả. Điều thứ hai đó là cầu nguyện chúng ta vừa xưa. Và mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng người biểu chi hãy vâng theo cả. Một cái sự thách thức cho một người cầu nguyện. Bà Mary bà đã cầu nguyện, nhưng mà khi cầu nguyện thì Chúa Giêsu nói rằng giờ ta chưa đến. Đó là một cái thách thức cho một người mà nương cậy nơi Chúa. Có thể chúng ta nói rằng con vẫn tin cậy Ngài, con vẫn cầu nguyện với Ngài, và con mong muốn rằng cái sự việc này Ngài phải giải quyết gấp cho con, bởi vì nó rất là cần yếu với cuộc đời của con. Nhưng mà sau đó thì chúng ta không nghe một sự trả lời gì cả. Thậm chí điều chúng ta ao ước xảy đến và phải xảy ra thì là không xảy ra gì cả. Và thưa quý bà anh chị em, làm cho chúng ta cũng nao núng. Tại sao như vậy? Khi Mary cầu nguyện thì Ngài, Chúa Giêsu Ngài muốn Mary kinh nghiệm trong đời sống của bà trong sự cầu nguyện một bước thêm nữa, đó là thời điểm và phương pháp trả lời của Ngài. Cho nên cầu nguyện tin cậy Ngài, cho nên mới cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy thì phải vâng lời Ngài. Tôi muốn trình bày cái điều cuối cùng ở đây. Đời sống của chúng ta thì khi chúng ta cần điều gì thì chúng ta muốn nó xảy ra liền, mà chúng ta không muốn điều gì thì chúng ta không muốn nó xảy ra. Đó là một cái tâm lý bình thường như vậy thôi. Chúng ta cầu nguyện cũng muốn xảy ra liền. Việc gì xảy ra liền thì có những lúc mà chúng ta cầu nguyện Chúa ban cho, nhưng mà không phải luôn luôn như vậy. Bởi vì thời điểm chúng ta cầu nguyện để Chúa trả lời chúng ta thì nó thuộc về Chúa chứ không thuộc về chúng ta. Phải công nhận như vậy. Chúng ta có quyền cầu nguyện mà Chúa có quyền trả lời theo thời điểm của Ngài. Thưa quý vị, xin Chúa cho chúng ta bước một bước. Chúng ta có quyền cầu nguyện bởi vì đó là chìa khóa để mở những cái nan đề. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có đức tin vâng lời Ngài để chờ đợi Ngài. Ngài không sớm mà không trễ đến cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những chén này thì họ đổ tới miệng. Tiệc cưới đang thiếu rượu. Họ cần rượu. Mà Chúa đưa là đưa nước. Đó là cái việc mà dễ cãi lắm, dễ ngã lòng, thiếu lòng tin cậy. Có nhiều cuộc đời khi thấy Chúa chưa trả lời, họ đã bỏ họ đi rồi, đi mua rượu rồi.
hoặc là họ ráng họ đợi, rồi sau đó họ cần rượu thì Chúa đưa nước. Họ nhìn phải, họ nói thưa Chúa không có phải, rồi họ bỏ họ đi. Nhiều cuộc đời bỏ nhà thờ và bỏ luôn đức tin là như vậy. Đợi không được, bỏ đi. Rồi sau đó cũng ráng đợi, nhưng mà thấy Chúa trả lời không đúng với ý nguyện của mình, không đúng với phương cách của mình, không đúng với cái điều mình trông mong, rồi cũng bỏ đi. Và thưa quý bạn chị em, nhiều người bỏ đi như vậy lắm, mà tiếc thay cho những cuộc đời bỏ đi như vậy. Mary nói rằng tôi biết Chúa sẽ làm, cho nên bà bảo mọi người rằng Chúa bảo cái gì cứ nghe, vâng lời Ngài đi, hơn là vâng lời chúng ta, hơn là nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên khi đổ nước đầy tới miệng, lạ quá, xin rượu Chúa đưa nước. Đó là cái việc làm không ai tưởng được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, phương cách của Chúa hoàn toàn khác với phương cách của chúng ta. Đó là lý do mà Chúa nói rằng trời đất nó cao, nó xa bao nhiêu thì cái sự suy nghĩ của Ngài với chúng ta nó cách xa bấy nhiêu. Kết quả thế nào? Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống rượu nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Khi người ta kiên nhẫn, người ta chờ đợi chương cái thời điểm của Ngài và chấp nhận cái giải pháp của Ngài, thì Ngài ban cho cái kết quả nó tốt hơn bội phần mà người ta trông đợi. Đối với con người thì người ta nói rằng nếu mà có rượu nữa thì được, đã vừa vừa được rồi, bởi vì rượu ngon người ta uống, người ta bắt đầu là người ta cũng giống như no rồi, bây giờ đồ ăn sau này vừa vừa cũng được rồi, bởi vì người ta no rồi, hay là thức uống cũng vậy, người ta bắt đầu là uống nhiều rồi, bây giờ uống vừa vừa cũng được rồi. Nhưng mà giải pháp của Chúa khi chấp nhận thì Ngài đem đến một kết quả đó là ngon hơn lúc trước nữa. Đó là giải pháp của Chúa. Cho nên ai tin cậy vào phương pháp của Ngài, tin cậy vào chính mình Ngài, thì sẽ có một kết quả tốt nhất. Và đó là điều tôi học được. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài dùng câu chuyện này giữ lại trong lòng của tôi, quyến bàn chém như một hành trang, tiếp tục đi với Chúa, mời Ngài dự phần vào trong mỗi chi tiết trong cuộc đời của chúng ta. Tin cậy Ngài bằng sự cầu nguyện và vâng lời Ngài. Ai đồng ý như bà Mary, người đó sẽ nhận được kết quả, đó là có rượu ngon cho đến bây giờ. Vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện.
Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.